Rồi, tiếp tục chương trình khui thùng. Bây giờ mới là cuối ngày, trước đây tưởng cuối ngày. Lúc mà chờ anh bán một hai ông mua HT. Vâng. Con này là Lenovo ThinkPad T470. Chip con này nó chip thế thứ 6 nhưng mà con này mới xuất xưởng. Đấy, đây là dòng này mới xuất xưởng. Bán nó sắp là bán nó clear stock đợt Black Friday đấy. Vâng. Đấy, clear stock Black Friday. Đây, hàng Nguyên Liên Phong nhé, con này Core i7. Cũng rất là khủng, Core i7 RAM 16GB ổ 512. Đấy, thường những cái dòng này mà mình mà mua RAM 8GB hoặc là ổ 256 mà nâng cấp lên thì tháo ra rồi lắp lại không thể làm được nguyên bản như là cái ổ ban đầu đâu, tự lắp ra nó có cái lẫy nhựa nó rất dễ bị dễ gãy. Cái này bên trong còn cái đèn. Hôm nay đi Grab thì em đông quá nên em đi Grab. Sạc nó sạc 4B. Hàng Mỹ có khác là nó để cái này cẩn thận chắc chắn. Đây là quan trọng này, cái này 2 pin, bên trong có một pin nữa. Rồi 2 pin nó đầy đủ pin, bên trong không có pin pin bao nhiêu tiền nó bao nhiêu như được phong nhé, bên trong còn một tem nữa. Đây giấy tờ ở trong túi ni lông. Tính cách này là nó cấp nhất rồi, nó nói bao giờ nó làm. Bên này có một cổng Thunderbolt mà cổng HDMI, cổng sạc này, cổng USB này. Bên này có các mạng rồi HDMI hai cổng USB, SD đầy đủ hết các cổng đó. Bên này có một cái cổng đọc dòng Pro, dùng Win 10 Pro, con này là màn hình là IPS cảm ứng rất là đẹp, màn hình cảm ứng IPS rất là đẹp. IPS nổi tiếng từ ngày xưa, không phải giới thiệu nhiều nữa. Rồi thế thôi.